Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Kim Tuyền để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai giảo mai tàn nha quý vị. Rồi, chào Tuyền. Tỉnh Bến Tre, và địa chỉ thứ hai của em là ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại của em là 0786565755, và cũng mong cô chú anh chị ủng hộ cho em clip này. Rồi, mình vẫn là bao ship toàn quốc như những clip trước ha Tuyền. Bao ship toàn quốc. Rồi, mình vào cây số 1 luôn nha quý vị ơi. Rồi, mã số 1 cao. Rồi 1m7. Ngồi dưới em dịnh xe tặng. Nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi dừng luôn. Rồi đỉnh đọt cái gì ơi. Cố định đừng để xe. Rồi tay cành. Từ trên xuống dưới đặt kẹo. Rồi, hoành luôn. Lật ngực thước qua. Động thước rồi. 24 ha. Tính 24 rồi. Rồi. 5 yếu. Rồi, cái này giao luôn nhiêu em? Số 1 của em giao luôn 1.3. 1.3. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 1. Rồi mình qua cây số 2. Rồi mã số 2 bên đây. Cây số 2 của em cao khoảng 1,5 m. Rồi khoảng tầm 1,5 m. Dạ. Phải chậm chậm nha. Phải nhanh quá dừng không kịp à. Rồi dần đó luôn. Rồi. Lá quý vị ơi, lá nhìn đẹp quá quý vị ơi. Lá tròn tròn bầu ha. Lá dày bóng luôn. Rồi tay cành cũng bự không ha. Rồi cho cái hoành luôn. Rồi 21. Rồi mình có báo gì quý vị. Rồi, cây này có một cái thẹo nhỏ ngay đây nha quý vị. Có thẹo ngay gốc. Đó. Dạ cây số 2 em giao luôn cô chú anh chị 1 triệu. Rồi 1 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 3. Cây số 3 này cao khoảng 1,6 m. Rồi 1,6 m quý vị ơi. Rồi, rồi tàn ngang rộng luôn. Rồi 1,5 m hơn luôn. Rồi dừng luôn ha. Rồi đỉnh đọt đây quý vị ơi. À, tay cành thấy nhan sắc luôn ha. Để dạch thử xuống khúc nữa coi sao cái gì. Rồi, tay cành đây. Rồi, cho cái hoành luôn. Hoành 20 đúng rồi. Rồi, 20 đúng rồi, xen vòng luôn. À, tay cành cũng đẹp ha. Rồi, giao luôn như em. Cô chú anh chị 1,1 triệu. Rồi qua cây mới luôn. Qua mã số 4. Mã số 4 bên đây. Mã số 4. Cây số 4 này là cao khoảng 1,6 m hơn đó thầy. Rồi 1,6 m có hơn tàn thông luôn quý vị ơi. Tàn ngang rất là nè, ngang chắc 1,6 m luôn ha. Rồi à, dừng luôn ha. Rồi kiếm chỗ nào đó mình ngồi đo cái hoành ở dưới trước đi ha. Tay cành nè quý vị ơi. Tạc kẹo à, thoát thân rất là thấp nên phải chui vô đi, chui trong đó trước đi em.
tay cành đặt kẹo luôn, từ trên xuống dưới, xuống dưới đây, chui vô đây quý vị ơi, thoát thân rất là thấp ha. Rồi kính mít luôn, rồi cho cái quành luôn, thấp eo phải chui vô, rồi chui luôn, chui vô luôn. 23 thôi. Rồi 23. 23 yếu miếng tính 22 thôi. Rồi. Dạ, yếu có một chút à. Rồi mình giao lưu cây này nhiêu đây? Dạ cây số 4 này em cũng giao lưu 1.4 triệu. Triệu tư. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình qua cây số 5 bên đây luôn. Tính đợi lên cây bên đó nữa gì đây? Cây số 5 này cao khoảng 1m6 hơn. 1m6 có hơn. Rồi ngang khoảng 1m5, 1m6 thì có hơn là chắc rồi ha. Rồi ngồi xuống xây xây cái bàn quay. Rồi dừng luôn. Đỉnh đọt đây quý vị ơi. Tay cành cũng chia đẹp đây ha. Lá quá xa lá. Rồi lúc này sao kiểm tra đây, chui vô nữa rồi. Ơi 22 ha. Dạ 22. Cảm giác cũng không thấy được cái dưới. Rồi cứ xe nhẹ nhẹ kiểm tra dưới thử nó như cái gì. Sát quá sát. Rồi cái này giao luôn nha em. Dạ cây số 5 em giao luôn 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Khoảng 1m6. Rồi dừng luôn ha. Rồi đỉnh đọt quý vị. Rồi tay cành đây quý vị ơi. À, đoạn dưới đó quý vị. Rồi cho cái quành luôn tiền ơi. Quành này chắc hơi to à. 25. Rồi 25. Đúng 25. 25 quành. Rồi xen vòng luôn. Okay. Rồi giao luôn nhiêu tiền? Dạ cây số 6 này em giao luôn với cô chú anh chị 1 triệu 3 luôn. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 7 quý vị ơi. Rồi khoảng 1m7. Rồi xây xây luôn. Rồi khoảng 1m5 hơn. Rồi dừng luôn ha. Dừng. Rồi đỉnh đọt đây quý vị ơi. Rồi tay cành san sát luôn ha. Kiểm tra ngẫu nhiên từ trên xuống dưới, hai cành đẹp. Rồi cho cái quành luôn. Hai mươi ba quành quý vị ơi. Rồi hai cành đều. Rồi cây này em giao luôn như tiền. Cây số 7 này em giao luôn 1.5 triệu. Rồi 1.5 triệu. Tay cành rất là đẹp nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi sàn qua bên đây. Mã số 8 ha. Cây số 8 này cao khoảng 1m6 thôi. Rồi 1m8. Cây số 6 cao khoảng 1m4. Cây số 8 cao 1m6. Đàn ngang 1m4. Rồi dừng luôn. Tay cành. Rồi tay cành rất là đều. Tay cành đoạn dưới đây thì đặt kẹo. Quá xa đặt luôn ha. Rồi cho cái quành đoạn dưới đây luôn. Quành 21 quành. 21 quành.
Rồi, tay cành đoạn dưới đây. Số 8 này em giao lưu 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Tay cành đẹp. Rồi, qua cây số 9 mình sàng qua bên đây luôn. Cây số 9 này cao khoảng 2 mét này. Rồi, 2 mét chiều cao. Tàn ngang nè, đó quý vị, khoảng đoạn dưới đây ha, rộng thênh thang ha, cao 2 mét, rồi dừng luôn ha, hướng đó luôn. Rồi, đỉnh lọt đây quý vị ơi, đó, này cao quá, sát cao luôn, chồm vô không tới luôn quý vị ơi. Cao vừa rộng luôn, ngẫu nhiên ở dưới đây coi, cái cành chứ cũng đặt kẹo ha, bấu xuống đó quý vị. Quá sát tay cành đặc đặc luôn, đặc kẹo luôn. Dưới lên đẹp nè thầy. Này dưới lên được hay lạc mà được. Rồi xây vòng đi. Rồi dừng. Dừng mấy anh kia đây, dừng mấy đây. Rồi dừng. Dừng. Đó. Rồi, cho các bạn luôn. Nắng bị dạ. Quanh 29 yếu tính 28 đi thầy. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, cây số 9 em giao lưu với cô chú anh chị 2 triệu. Rồi, 2 triệu quý vị ơi. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Rồi mã số 10. Dạ mã số 10 này cao khoảng 1,92 mét gì đó quý vị ơi. Đang rất là rộng, khoảng 1,78. Rồi, đặt kẹo đang đặt luôn. Rồi, dừng luôn. Đây cái tàn đó quý vị. À đặt kẹo ha. Rồi, kiểm tra thử dưới đây ở trên kiểm tra không tới quý vị ơi. Quá wow, sáu luôn ha. Rồi, cho cái hoành luôn. Rồi dính mấy cái nhánh mình này mình báo cho chừng 32 31 tính cỡ 30 hết thầy. Khoảng 30 dạ, thôi. Dạ, dính mấy cái nhánh nhỏ nhỏ vậy cũng sao. Dạ. À, cây này cũng có vết thẹo nhỏ ngay đó nha quý vị. À ngay chỗ tiền nó rờ rờ đó. Có một chút là không sao nên cô. Rồi, giao lưu nhiêu đi em? Dạ cây số 10 này à, em giao lưu 2,5 triệu. 2 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nhận tay chốt. Ủng hộ ha, có tiền quý vị tàn tròn cho ha. Đó, rồi, mình qua cây 11 luôn. Bên đây. Cây 11 này cao khoảng 2 mét hơn thầy. Rồi, hơn 2 mét. Dạ, tàn ngang của nó 1 mét rưỡi hơn. Rồi, chính xác. Rồi, dừng luôn ha. Đây, đỉnh đọt đây quý vị ơi. Quá sắc cao luôn. Đó, tay cạnh quý vị. Dê đều nha. Đó. Cho cái hoành luôn nha. Nhiều. Hoành là 23 yếu tính 22 thầy. Rồi giao luôn như báo luôn tiền ơi. Dạ cây 11 này em giao luôn 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi sang qua cây mới luôn. 12 bên đây. Mét 6 có hơn. Dạ, tàn ngang của nó khoảng 1,6 m. Tàn ngang mét 6 luôn. Rồi, dừng ở đó luôn. Rồi, chỉnh nha. Đây, đỉnh đọt quý vị. Tay cành đặt hết trơn ha. Đó. Em bấu xuống luôn nha quý vị. Đó. Rồi, kéo đoạn dưới luôn. Rồi, chuẩn bị cho cái hoành luôn ha. Tính 24 thầy. Rồi 24 dạ. Rồi. Cây này mình cũng bị thẹo một có miếng. Có thẹo ngay chỗ đó ha. Gốc. Dạ. Đế thì rất đẹp. Rồi, sang vòng luôn. Tay cành đoạn dưới. À. Rồi, giao lưu với giá là nhiêu em? Dạ cây 12
Rồi, 1,5 triệu quý vị ơi. Qua cây tiếp theo. Qua cây 13. Cây 13 này cao khoảng 1m6 thầy. Rồi, 1m6. Rồi, tán ngang khoảng 1m4, xây xây luôn, tàn thông, coi chừng ngã nha, dịnh nhẹ nhẹ, xây nhẹ nhẹ nha. Đó, tàn như cây thông ha. Rồi, dừng luôn. Đã ngược lại, mới thấy được tay cành nhiều. Rồi, giữ đó nha, cá từ đỉnh xuống nha. Chạch ngẫu nhiên. Rồi, tay cành đoạn dưới. Tặng lá đoạn này. Rồi, tay cành đó quý vị. Cũng có một cái vết thẹo ở đó nha quý vị. Rồi, cho cái hoành mình báo giá luôn. Hoành là 24. Rồi, giao luôn nha em. 13 này em giao luôn 1,5 triệu. Rồi, tay cành đẹp luôn nè ha. Rồi, qua cây mới luôn. 14 qua bên đây. 14 này cao khoảng 1m3 đi thầy. 1m2, 1m3 vậy đó ha. Dạ, 1m3, tàn ngang của nó cũng cỡ 1m3 luôn. Rồi, còn do. Rồi, dừng luôn. Đỉnh đọt đây quý vị ơi. Tay cành trong nè quý vị. Tay cành trong khích rịch ha. Đó, 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 đó. Ôi, đó quý vị. Quay trả ngược lại cho em và em. Rồi, rồi, cho cái hoành ha. Hoành 22 thôi. 22 hoành, giao luôn nhiêu em? Cây 14 em giao luôn 1,1 triệu. Rồi, 1,1 triệu quý vị ơi. Rồi, sang qua cây mới luôn. Cây 15 cao khoảng 1,5 m rồi. Rồi, 1,5 m. Dạ, tàn ngang của nó cỡ 1,4 m. Rồi, ngang 1,4 m luôn. Rồi, dừng luôn. Đây quý vị, tay cành. Tay cành quá xá luôn ha. Rồi, cho cái hoành. Hoành 25. Rồi, cây 15 này em giao luôn 1,3 triệu. Có đế rất là đẹp. Mình có khai báo gì không? Bên đây nó có một cái vết thẹo nhỏ đây hay gì đây em? Dạ không có, cái này cũng có mà không sao, bị tích vỏ à. Nít thẹo nhỏ ở đó nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 16 này cao khoảng 1m6. Rồi, 1m6 chắc hơn quý vị này, 1m8 rồi quý vị ơi. Đưa máy lên chắc không tới luôn quý vị. Đứng nhìn ngó không. 1m8 rồi quý vị ơi. Rồi, cứ xây xây ha. Tàn rất là rộng. Tàn cả 1m6 này. Rồi, tàn rộng luôn. Rồi dừng lại ha. Đang đặt kẹo cao này 1m8 nha quý vị. Đó. Đọt đây. Còn ở đây bây giờ nó đặt kẹo vậy, mình không biết kiểm tra sao, kiểm tra đại vô nha quý vị ơi. Ngẫu nhiên nha. Dưới đây cũng còn lá quá xa lá. Đâu mình quay nhẹ nhẹ nhẹ. Rồi. Rồi, có đế cũng giữ quá ha. Dạ, có đế có cũng nở. Rồi, cho cái hoành luôn. Dạy quậy. Nhiêu em? 28 dạ, hoành không? 28. Rồi, 28 hoành quý vị ơi. Cây 10 cây 16 này em giao lưu 1,2 triệu. Vậy? Ủa, 2,2 triệu, xin lỗi cô chú anh chị. Em vô luôn 2,2 triệu. Quý vị ơi, mình chỉ cái điểm lạ lạ đây quý vị. Ngoài cái đế mà có đế nè, đế nôm đều. Ngoài ra nó còn cái điểm lạ để anh chỉ ra cho. Tại vì tiền không thấy, mình chỉ sang anh chỉ quý vị nha. Đây. Đó quý vị. Đây. Quý vị thấy gì không? Đó ha. Đây nè quý vị. Đế thì đẹp luôn nè ha. Đó. 2,2 triệu nha. Rồi, xuống cây.
cái bớt. Rồi mình qua cây mới luôn. Mười mấy tiền? Cây cây 17 thôi. 17 nha quý vị. Cây 17 thì cao khoảng 1m6 thôi. Rồi khoảng 1m6. Bán ngang của 1m5 hơn. Rồi dừng luôn ha. Rồi dừng đỉnh tọt đây. Rồi, tay cành cũng đều đẹp nha ha. Trong đây tối thu luôn rồi đó. À. Rồi, mặt trời hạ xuống rồi, bây giờ quay cũng hơi là khó nha. Rồi, cho cái quành luôn. Quành 22 đúng rồi. Rồi, xem vòng luôn. Cây này cũng có đế. Đây là chi cành. Tay cành đều. Tay cành đẹp đây. Rồi, giao luôn nhiêu đi. Tiền. Cây 17 này em giao luôn 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu nha quý vị. Đế u lục cục ha. Rồi, xuống cây, qua cây mới luôn. Cây mới ở đâu? Sao? Ở sao đây hả? Cây 18 này cao khoảng 1,7 thôi. Chọn hướng cây. 7,8 nè. Rồi, cao khoảng 1m8, ngang 1m5. Rồi, dừng luôn. Chiều tối rồi, lên đèn rồi quý vị ơi. Những cái đoạn sau nhiều khi một hồi quay là không rõ luôn nha quý vị. Rồi, cho cái quành luôn. Quành 23 yếu tính 22 nha thầy. Rồi, giao luôn như em. Dạ, cây 18 thì em giao luôn 1,4 triệu. Rồi, 1,4 triệu. Rồi, xuống cây. Mình qua cây tiếp theo, 19 bên đây. Cây 19 thì cao khoảng 1,6 m thầy. Rồi, khoảng 1,6 m. Tầng ngang của nó cỡ 1,4 m. Rồi, tầng ngang 1,4 m luôn. Rồi, cứ xây xây. Rồi dừng luôn. Thôi, ở đây có vết thẹo. Rồi cho cái quạt luôn em ơi. Quành 25 thầy. 25 dạ. Có cái giá thẹo quý vị giao cây luôn nha em. 19 em giao luôn 1,1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Qua cây 20 quý vị ơi. 20 bên đây. Cây 20 này cao khoảng 1,6 m có hơn á thầy. Rồi 1,6 m có hơn. Xây xây luôn. Tán ngang cũng 1,4 m. Rồi. Rồi dừng luôn ha. Rồi đỉnh đọt đây. À, đỉnh đọt tay chia, tay cành chia đều ha. À, tay cành cũng đẹp ha. Rồi chuẩn bị cho cái quành tiền ơi. Chui ở dưới đây luôn, thoát thân thấp chủng dưới đây luôn quý vị ơi. Quành 21 rồi. Rồi 21 rồi, dạ, xây vòng luôn. 20 này em giao luôn 1,3 triệu. Rồi, 1,3 triệu. Có đế. Rồi, tay cành cũng khá là đẹp nha. Qua cây tiếp theo là 21. Bên đây. Cây 21 này cao cũng cỡ 1,6 m rồi. Rồi, 1,6 m. Tàn ngang của nó 1,5 m nó hơn. Rồi. Rồi, xây xíu nữa đi. Nữa. Rồi dừng ở điểm này. Đây quý vị ơi, đỉnh đọt nha. Tay cành. Đó. Dạch ngay đây cái nha quý vị. Tối rồi. Tay cành quá xá ha. Còn đoạn dưới đây. Đó, một cái củ rất là to luôn. Rồi cho cái quành luôn. Rồi mất tiêu luôn. Không thấy đường luôn.
thấy không thầy? Đo luôn cái cũ là 29 á. 29 ha. Dạ 29 yếu coi. Chít à. Rồi, cái này cho luôn nhiêu đây? Dạ cây. Cái này đó mình đo ở dưới 2. Dưới là cũng phải rồi ha. Dạ, cây 21 này em giao luôn 1.3 triệu, có cái củ nở rất là đẹp. Nở rất là đẹp nè quý vị ơi. 1.3 triệu. Đó, rồi, tay cành đẹp luôn nha. Rồi. 1.3 triệu. Hoành 29 yếu. Tính 28 thôi. Đó, qua cây sau lưng luôn tiền ơi. Ở đằng kia luôn. Rồi, 22, 1m6. Rồi, dừng luôn. Giật. Cố định nha. Tay cành nó có gì ơi, chia cũng đẹp nha. Tay cành đồng dưới. Rồi, cố định đâu anh. Hai mươi hai. Rồi, tay cành đẹp luôn ha. Rồi, giao luôn em. Cây 22 này, em giao luôn 1.3 triệu. Rồi, 1.3 triệu. Rồi. Thấy đó mà đâu quên. 1.3 triệu. Rồi, qua cây 24 mấy bên đây. Cây 24 thì cũng cao khoảng 1.8 cây 23. Cây 23 này cao khoảng 1m6. Rồi 1m6. Dạ. Rồi xây xây. Tàn ngang của nó rất là lộn, tàn ngang cỡ 1m6 á. Rồi, dừng hướng đó luôn. Cố định nha. Rồi, đỉnh đọt đây. Tay cành đây. Rồi, cây này có những cái điểm xù trong thân nè quý vị ơi, thấy không? Vàng vàng nè, trong nách bự bự nè. Rồi, ngay chỗ đó cái hang ở dưới đây cũng có luôn. Đây. Ở đây có một bạch đó, là bự nha. Rồi đây. Đây nữa nè thầy. Rồi, nãy thầy kéo tên đó xuống á. Trên xù đây nè, mỗi nách. Rồi, xù đầu, xù mình, xù dưới luôn. Xù hết luôn mấy cái. Rồi, xây vòng luôn nha tiền. Mấy cái nách của nó là xù hết. Rồi. Đó, cái này cái máy xù nha quý vị. Đế rồi. Rất là đẹp. Có đế luôn, mai sụ có đế luôn. Rồi cho cái hoành luôn. Đó quý vị, nhanh lên nha, để trời tối rồi. Cây này là hoành 28 yếu tính 55 nha thầy. Rồi. Cây 23 này em giao lưu 3.5 triệu. Cô rồi, 3 triệu rưỡi nha quý vị. Nhanh tay chốt ạ. Rồi. Đây, để mình kéo nhanh nha quý vị. Đó, sù rất là nhiều ha. Từ lên dưới tới nè. Nách luôn nè thầy. Lên tới đây, đây luôn, tới, nhóc luôn ha. Xù này xù nặng rồi quý vị ơi. Đây nè. Rồi, xù nặng rồi. Qua cây mơ tiếp theo. Nó bị bệnh nặng. Rồi, mã số 25. Ê, mã số 24. Cây 24 này cao khoảng 1m7. Nè, cây mai xù nãy là 23 nha quý vị. Rồi, mã số 24. Rồi. Dừng luôn tiền ơi, đánh nhanh quý vị ơi, để tại tối rồi. Dừng, đừng xây nữa. Tại tối là quay tay cành không thấy rõ cho quý vị luôn á, hơi bị mờ xíu nha quý vị ơi. Cố gắng cũng phải cố gắng quay tay cành cho quý vị nha. Giờ tại tối rồi mà. Đó quý vị ha, tay cành cũng đẹp lắm nha. Rồi, cho cái quanh luôn. Để mà mập không. Quanh là 20 thầy. Rồi, xen vòng. 24 thầy em giao luôn 1.2 triệu. Rồi, 1.2 triệu, tay cành cũng đẹp nha quý vị. Rồi, nhanh qua. Cô chú anh chị 24 triệu 2 nha. Dạ, cây 23 cô chú anh chị nhanh tay chốt để có được cái mai xù ha. Dạ. Xù nặng luôn. Mình chốt sớm, mình được sớm. Rồi, mã số 25. Cây 25 này cao khoảng 1m5 thầy. Rồi, 1m5. Tàn ngang của nó rất là đặc. Đặc. Cây này tàn ngang cỡ 1m4 hơn. Rồi, cây này cây cú luôn ha. Rồi. Cây cú mà giờ trời nó tối luôn. Hết thấy đường quay rồi quý vị ơi. Chỉnh lên tới đây là tối đa rồi nha quý vị. Rồi, chuẩn bị đo quanh nha. Cố gắng quay tay cành cho quý vị luôn. Đó, nhưng mà hơi mờ xíu nha quý vị. Trời bị tối rồi.
tay cảnh cũng đẹp lắm nhưng mà tay tối quá quay cũng không kỹ được cây cuối quý vị ơi. Rồi cây cuối này cũng rất là đẹp, tối thui luôn, đập quẹo luôn, đợi chiếu không thấy đường luôn đã. Cho cái quành luôn tiền ơi, tém lên tém lên, mờ quá. Cái quành 22 rồi, 22 yếu vậy tính 21 ha, yếu có mí mẹo à. Ờ, có giới thiệu nha đó, nhưng quý vị ơi. Dạ. Ờ, quý vị cây cuối cùng này em giao lưu cây 25, em giao lưu 1 triệu. Triệu ha. Dạ. Mã cuối cùng rồi. Mã cuối cùng có clip nha quý vị. Dạ, 25. Rồi, 1 triệu nha quý vị ơi. Cũng hết thấy đường luôn rồi đó. Rồi quý vị, mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì alo liền cho tờ bé tự nhiên quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.